Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng ngày 26 tháng 1, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Quỹ Vì Tâm Bắc Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á tổ chức chương trình trao quà tặng các gia đình người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân, bà Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, cùng lãnh đạo xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tại chương trình, đại diện Báo Quân đội Nhân dân cùng nhà tài trợ Quỹ Vì Tâm Bắc Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á trao tặng 100 suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng tiền mặt và 100 túi quà sữa TH Chumil tặng các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi cũng cảm thấy là đúng là như nhà thơ Tô Hiểu nói, ngọt bùi nhớ lúc đắng cay. Chúng tôi rất cảm ơn đến Báo Quân đội Nhân dân, Ngân hàng Bắc Á và tập đoàn TH đã trực tiếp về đến địa phương xã và gặp đối tượng trực tiếp như thế để tặng cả về vấn đề thăm hỏi vật về tinh thần và tặng về vật chất. Chúng tôi là những người qua chiến trường là được sự quan tâm của các đồng chí trong nhà, các đồng chí trong nhà báo và các tập đoàn TH cũng như tập đoàn Bắc Á đã là vừa là đến thăm hỏi và đã có quà kể cả tinh thần cả vật chất. Là bản thân cũng thấy là các đồng chí cũng đã nghĩ đến là con người đã mấy chục năm chiến đấu dò vẻ đến đây đã là thương binh, là vừa gia cao, cho nên là tôi cũng rất phấn khởi. Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân bày tỏ tấm lòng tri ân với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và chia sẻ sự khó khăn với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đại tá Nguyễn Hồng Hải cho rằng, những phần quà mà Báo Quân đội Nhân dân và Quỹ Vì Tâm Bắc Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á trao tặng lần này, tuy nhỏ bé nhưng đó là sự chia sẻ chung tay với chính quyền địa phương, nhằm cổ vũ động viên các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cũng được Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á về quan tâm, về chung tay cùng với bà con nhân dân. Đó là cái niềm động viên, khích lệ cho nhân dân tiếp tục phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh lên. Trong thời gian vừa qua, với tiêu chí chung hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn, Báo Quân đội Nhân dân đã phối hợp cùng Quỹ Vì Tâm Bắc Việt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, trao quà cho người có công với cách mạng và người nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc.